Tuy rằng người ta đã phân chia ba thời kỳ như trong kinh đã dạy: một, thời kỳ chánh pháp; hai, thời kỳ tượng pháp; ba, thời kỳ mạt pháp. Hòa thượng Thiền Tâm đã nói rõ trong cuốn Phật Học Tinh Yếu sao gọi là chánh tượng và mạt pháp. Sở dĩ nói chánh pháp vì chánh có nghĩa là chứng. Trong thời kỳ này, Đức Thế Tôn tuy đã nhập diệt, những pháp nghi của Ngài chưa sửa đổi. Có giáo lý, có kẻ hành trì, có nhiều người chứng quả. Như trong kinh đã dạy, sau Phật diệt nhập Niết Bàn 500 năm, gọi là thời kỳ chánh pháp, người tu có chứng quả A-la-hán. Sau thời kỳ chánh pháp là thời kỳ tượng pháp. Nói tượng pháp vì tượng có nghĩa là tương tự, tức là mường tượng. Trong thời kỳ này, đạo quá chỉ còn mường tượng, pháp nghi lệch lạc, kinh điển giáo lý có nhiều sự sửa đổi. Tuy giáo lý có, cũng có nhiều người hành trì, nhưng rất ít kẻ chứng đạo. Thời kỳ tượng pháp cách Phật 1000 năm. Sau thời kỳ này là thời kỳ mạt pháp. Nói mạt pháp vì mạt là làm ý di mạt, nghĩa là mang manh nhỏ nhiệm, như chót đầu lông chim nhỏ, như hạt bụi điểm sương. Trong thời kỳ này, đạo quá suy vi, tuy có giáo lý kinh sách rất nhiều, song ít kẻ hành trì đúng pháp, huống chi là chứng đạo. Theo kinh Nhân Vương nói, có giáo lý, có hành trì, có quả chứng, gọi là chánh pháp. Có giáo lý, có hành trì, không chứng quả, gọi là tượng pháp. Có giáo lý, không hành trì, không quả chứng, gọi là mạt pháp. Thật ra, thời tượng pháp chẳng phải là không có quả chứng, song bậc chứng quả như sao buổi sáng trên nền trời, khó tìm, khó gặp. Thời mạt pháp chẳng phải là không có người hành trì, song kẻ hành trì đúng theo giáo lý rất ít, hầu như không có, nên mới gọi là không hành trì. Để kết luận buổi nói chuyện hôm nay, theo lời dạy của Hòa thượng Thiền Tâm dẫn chứng trong các kinh sách, thì chúng ta nhận thấy cũng khá rõ ràng, nhưng đó là kinh. Còn theo thầy nghĩ, trong ba thời kỳ này, thời kỳ nào cũng có người tu chứng quả A-la-hán, bằng chứng hiển nhiên rất cụ thể, do sức thiền định mà các vị tu hành để lại nhục thân cho đến ngày nay, gần đây 300 năm tại quê hương chúng ta, đất nước Việt Nam. Có Ngài Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường đã để lại nhục thân ở chùa Đậu, miền Bắc nước ta. Đó là vì họ tu đúng như thế nào? Thứ nhất là phải thực hiện giới luật nghiêm túc. Thứ hai là tập luyện thiền định phải đúng cách và phải do những kinh nghiệm của những bậc độc giác Phật. Còn nếu ai dựa vào kinh sách mà tu hành trong thời kỳ mạt pháp thì khó thành tựu. Bằng chứng hiển nhiên chúng ta thấy hiện giờ, người ta dựa vào kinh sách tu hành đã nhiều thế kỷ nay, không thấy có ai chứng quả A-la-hán, chỉ toàn học giáo lý mà thôi. Tại sao vậy? Tại vì kinh điển đã bị người sao thêm thắt quá nhiều, làm lệch lạc tất cả kinh nghiệm tu hành của Đạo Phật. Cho nên, xét về quá trình thời gian, thì thời nào cũng có những bậc độc giác ra đời. Đó là để giữ gìn diền mối của Đạo Phật. Nếu không có các bậc này, thì Đạo Phật ngày nay sẽ đi về đâu? Chắc chắn sẽ trở thành một môn học cho người sau mà thôi. Chúng ta cũng nên xét kỹ.
vì mục đích của đạo Phật hiện giờ đã bị lệch lạc, cho nên khiến người sao chẳng biết đường lối nào tu hành. Sau khi quý thầy đã hiểu rõ mục đích tu hành tại đây và trong ba thời kỳ mà kinh sách đã chia cắt ra, nhưng kết luận chúng ta nhận xét kỹ, trong mỗi quá trình thời kỳ thì thời kỳ nào cũng có bậc độc giác Phật xuất hiện ra đời, nhưng có điều họ không phát triển kinh nghiệm tu hành sâu rộng trong mọi tầng lớp con người, mà chỉ giữ mãi chiều sâu của đạo Phật còn trụ thế mà thôi. Bởi vì họ gặp một thế lực Phật giáo kinh điển chèn ép mạnh mẽ. Đây cũng là duyên của chúng sanh. Vậy một lần nữa thầy khuyên quý thầy, sự tu hành là sự ích lợi cho bản thân cá nhân của quý thầy hơn hết, hơn tất cả hết. Quý thầy cứ tư duy cho chín chắn rồi mới thực hiện. Đừng vội vàng, nông nổi, mà hãy cẩn thận và cẩn thận hơn. Đến đây thầy xin chấm dứt buổi nói chuyện hôm nay.